Hết Tết nhưng Shopee.com vẫn còn Tết anh em ơi. Nếu anh em đang có nhu cầu mua ngọc X7 đủ 10 server, mua vàng X cao nhất thị trường và có rất là nhiều dịch vụ. Ngoài ra đang có chương trình mua nick được khuyến mại thêm vàng này. Đó, rất là nhiều nick luôn. Đặc biệt hơn có cả bán nick Free Fire này, bán nick đương quân. Ngoài ra có thể là mình đã úp cho em nó lên 50 tỷ rồi mọi người ạ. Đó. Thì nếu mà cái nick của mình á, skill 3 á, nó là skill tái tạo năng lượng hoặc là thái dựa san thì nó đã lên 50 tỷ khá là lâu rồi, nhưng mà cái nick của mình á, cái skill nó không phải là nó không phải là tái tạo lượng hay là thái dựa san, mà nó là đá Kaioken, cho nên là cứ bắn được vài phát là nó ra nó đấm đá Kaioken này anh em ạ. Thật sự là để mà úp được cái nick mà đệ đá Kaioken này thì nó khá là khoai đấy mọi người ạ. Đấy, nói chung là lên 50 tỷ nó cũng là một cái gì đó đó. Và đậu tiêu tốn thì không biết là hết bao nhiêu đậu mọi người ạ. Đấy, ok, và hôm nay mình show cho anh em xem thành quả nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành về nhà nha. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ xem thành quả của nick của mình, xem có những cái gì nha. Đấy, đầu tiên mình sẽ cho anh em xem nick vi minh thì nó bị chết khá là nhiều, cho nên là sức mạnh giảm còn 79 tỷ mọi người ạ. Nói chung úp lên 80 tỷ thì cũng nhanh thôi, chắc là xíu nữa mình sẽ úp lại anh em ạ. Đấy, chắc là hồi sinh cũng tốn khá, tại vì đợt mình úp ở bên tương lai nữa mọi người ạ. Tại vì là khi mà mọi người úp ở bên câu á thì nó khá là khó, cho nên là xíu nữa mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề đó. Ok, rồi tiếp tục về tiềm năng đi. Tiềm năng thì nhận thì cũng không được nhiều đâu, cho nên là đây là toàn bộ tiềm năng mà có đệ đánh ra được nha mọi người. Rồi, chúng ta xem trong dương đồ nha. Dương đồ thì con đệ tử của mình nó đánh rơi ra nói chung là rất là nhiều những cái thức ăn nha. Chung là cái nick của mình á thì con đệ nó úp thì thật sự mà nói với anh em là nó rơi đồ ít lắm. Đấy, mình úp từ 46 tỷ đến 50 tỷ, cho nên là đồ nó rơi lúc có lúc không, và mình cũng bán đi những cái đồ không, mình thấy nó không ngon rồi. Đó, thì ở đây thì mình còn khoảng rơi được vài đồ ở đây thôi. Đó, được một cái quần KO nha mọi người. Quần này thì mình úp ở bên scene cấp 6. Đấy, mình rơi ra được cái quần này. Nếu các anh em chưa biết săn quà và cũng như là chơi gian doom ở đâu uy tín chất lượng thì các anh em có thể truy cập vào ngay sự kiện ngọcrồng.com. Trên shop của mình hiện tại đang có cực kỳ là nhiều gian doom và cũng như là vòng quay mới lại cho anh em tham gia nha. Ngoài ra shop thì đang có bán vàng bán ngọc là X7 và đủ 10 server. Đặc biệt hơn cho anh em là có cực kỳ là nhiều gian doom và cũng như là những phần quà cực kỳ là hấp dẫn nha. Dưới thì có đồ top tuần cho anh em. Có mình rơi thêm được một cái giày cái ô 19K4 nha. Tiếp tục mình lại rơi thêm một cái quần cái ô nữa là 21K8. Quần này thì là ký gửi vàng nha mọi người. Đấy, ok, thì mình có rơi ở đây là chúng ta sẽ rơi được 3 món thì mình sẽ tặng cho anh em. Đấy, anh em nào mà chơi BCA1 mà không có đồ, đấy, anh em thật sự mà cần thì mình sẽ cho anh em nhá. Đó, thì sẽ cho 3 bạn may mắn nhắn cho mình nhá. Đấy, kênh của mình thì thật sự mà nói với anh em là dạo này mình không làm cái event ở mỗi clip, tại vì mình thấy cái event đấy nó dở, nó kiểu công nghiệp quá, cho nên là thôi mình không thích lắm, cho nên là mình không làm event ở cái đấy. Cho nên là nếu mà trong quá trình mà chơi game mà mình có gì tặng được cho anh em thì mình sẽ cố gắng tặng nha. Đấy, ok, về con đệ tử đi. Đệ tử thì đệ mình đã lên 50 tỷ rồi, và chúng ta sẽ có một bộ skill ở đây là Kamizuku này, Kaioken biến khỉ cấp 7. Đó, mình cho đệ mình xài một set sức mạnh tiềm năng. Đấy, khá là ok đúng không mọi người? Đó. Và hiện tại thì con đệ nó vẫn chưa mắc chỉ số đâu nha. Vẫn chưa mắc chỉ số đâu mọi người ạ. Đây này, mình cho anh em xem. Vẫn chưa mắc chỉ số. Đây, còn 700 tấn công nữa mình mắc chỉ số. Cho nên là sau clip này chắc có thể là mình vẫn cho em nó gọi là úp, gọi là cho nó mắc cái sức đánh đi là 25k. Đấy, để sau khi mà một thời gian nữa mà AD mà có triển khai cái gì đó thì chúng ta có thể là mở giới hạn và chúng ta sẽ úp tiếp. Đấy, ok. Tại vì là những cái con nick đệ như này á thì thật sự mà nói với anh em là đệ của mình thì HP gấp 3 lần ki, cho nên là HP nó mắc lâu rồi. Đó, đây. Đấy, mắc lâu rồi, 550k nhá. Ok chưa? Đấy, rồi thì bây giờ mình đang có gọi là ở đây là chúng ta sẽ có hai cái găng hủy diệt nha mọi người. Đấy, thì hôm nay mình sẽ là lần đầu tiên cho con đệ tử của mình xài găng hủy diệt nha. Đấy, ok, cho con đệ xài găng hủy diệt. Đấy, sư phụ cũng một găng hủy diệt, nhưng mà cái này là 5 sao.
đệ thì xài được hật găng 6 sao luôn, quá là đỉnh luôn. Hai găng thì một găng hình như là 12%, một găng 11% thì phải. Đó. Ok, xem nào, mình xem là chúng ta sẽ có cái cường độ nào đây không. Tại thì không có nha mọi người. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ cất ba cái món đồ này vào trong dương, thì khi nào anh em nào liên hệ mình nhanh thì sẽ được ba món đồ này nhá. Đấy, một người được một món, anh em nào không chê thì mình có thể cho anh em nhá. Ok chưa? Rồi, và bây giờ thì mình sẽ là tiến hành chúng ta qua bên siêu thị để mình tiến hành mua thêm một hai cái cường độ, mình test thử xem nick của mình hiện tại được bao nhiêu sức đánh nhá. Ok, mình vừa mới vừa mới mua xong cuồng nộ rồi ở mấy cái bot tự động này này. Đó, và bây giờ mình sẽ gọi là mặc cái khỉ vào cho đệ tử nha. Đệ tử thì lên được khoảng 62.000 sức đánh. Đó, sư phụ thì 44k hợp thể vào này. Thì chúng ta được lên 88k, mình cởi giáp 3 ra này, được 163k nha mọi người. Đấy, và mình sẽ gọi là tiến hành ăn một cái cuồng nộ lên. Lên được 210k. Và mình sẽ ăn thêm thức ăn đi. Thức ăn đi. Bánh pudding đi. Ok. Chúng ta lên được 231k. Và kèm theo đó là mình vẫn còn một cái bánh chưng nha. Bánh chưng của mình còn tận 11 ngày. Cho nên là clip này nói chung là mình hiện tại mình mới cho đệ xài hai cái găng hủy diệt với lại set đồ này, chưa có sao hết nào nha mọi người. Chưa có một cái sao nào hết. Và chúng ta được một lượng sức đánh là 231.000. Một lượng sức đánh cũng gọi là quá cả. Đấy. Cho nên là clip sau mình sẽ tiến hành là sắm cho đệ tử của mình đồ hủy diệt nha. Đấy, mình sẽ sắm cho em nó. Và nick này sẽ là một nick gọi là có hai set hủy diệt 6 sao. Đấy. Ok. Và bây giờ mình sẽ tiến hành qua đây cho anh em xem đam của nick mình nha. Mình sẽ qua bên đại hội võ thuật lần thứ 23. À từ từ, chiều mình còn đi sân bot nữa. Qua đây pem hỏng. Anh em đợi xíu rồi mình vào một cái nick khác nha mọi người. Ok, mình đã cho cái nick VimingMas 10cm của mình ra rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành biến khỉ lên và được 260k sức đánh nha. Rồi, mình sẽ bấm thách đấu này, test thử xem nick của mình sẽ được bao nhiêu đam nhá. Ok, xem có nội tại gì không. Nội tại khiên mọi người ạ. Ok, pem nhá. Một phát, ui, 1.6 triệu mọi người ơi. Đấy, khá là ok. Và đấy, đấy là những cái gì mà nick của mình hiện tại bây giờ đang có nha mọi người. Đó, và xem nào, hiện tại thì cái nick vi minh của mình nhá, đố mọi người biết là nó nhận được bao nhiêu, nhận được bao nhiêu cái đậu đi. Đấy, cho anh em xem này. Ôi dồi ôi, gần 10k đậu nha. Đấy, anh em phải hiểu là quá là ghê gớm luôn, đậu quá nhiều. Đấy. Đấy, những cái nick này là những cái nick cho đậu này, cho tận 10.000 lần này, 4.000 lần này. Sợ chưa? Anh em thấy ghê không? Cho rất nhiều. Đấy, những cái nick này mình dùng để búp đậu nha mọi người. Đấy. Và cũng như là để làm nhiệm vụ cho đậu luôn. Ok. Rồi. Và map mình úp thì mình úp ở sen sen 6 nha mọi người. Đấy, sen 6, sen 7. Đấy, đấy là những cái gì mà mình chia sẻ cho anh em trong ngày hôm nay. Và cái cách úp đệ thì nếu anh em nào thích thì mình có thể làm clip cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã dành thời gian xem clip của kênh mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip mới nhất nha. Bye anh em.